Năm sao TVB ở vậy không lấy chồng, Châu Hải My mua biệt thự nuôi chó, Lý Nhược Đồng trẻ mãi. TVB có rất nhiều mỹ nhân nổi danh, vừa có tài lại vừa có sắc. Thế nhưng không phải ai trong số họ cũng may mắn trong hôn nhân, bởi có không ít người sau nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm đã quyết định chọn cuộc sống cô độc lúc tuổi già và tìm được thú vui mới cho bản thân. Hôm nay, mọi người hãy cùng xem thử 5 nữ thần lừng danh của TVB sống giường đơn gối chiếc như thế nào nhé. Châu Hải My. Khi còn trẻ, Châu Hải My là nữ thần trong mộng của nhiều chàng trai với vẻ đẹp ý nhị, đại khí rất đặc biệt. Cô cùng từng góp mặt trong loạt dự án khủng như Nghĩa Bất Dung Tình hay Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Sự nghiệp sôi trào mắt mái nhưng đường tình duyên của cô lại lận đận vô cùng khi từng trải qua cuộc hôn nhân chớp nhoáng với tài tử Lữ Lương Vĩ. Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi ấy, Châu Hải My mất niềm tin vào tình yêu. Cô chọn đến đại lục để dưỡng già, mua một căn biệt thự lớn ở vùng ngoại ô Bắc Kinh để tiện cho việc nuôi chó, trồng rau và chăm hoa. Nhìn vào những hình ảnh vui thú điền viên mới nhất của Châu Hải My, rất nhiều khán giả cũng cảm thấy ghen tị với cô vô cùng. Lưu Ngọc Thúy. Lưu Ngọc Thúy là một trong số ít sao TVB xuất thân từ trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp. Nhờ nền tảng vững chắc ấy, dù chẳng có ngoại hình nổi bật thì Lưu Ngọc Thúy vẫn nhận được tình cảm đặc biệt của khán giả thông qua những màn nhập vai xuất sắc. Từ Công chúa Kiến Ninh của Lộc Đỉnh Ký đến A Tử trong Thiên Long Bát Bộ đều được xếp vào hàng kinh điển. Đường tình duyên không suôn sẻ, sự nghiệp tụt dốc theo TVB, Lưu Ngọc Thúy quyết định chuyển hướng phát triển sang đại lục. Danh tiếng không bằng ngày xưa, nhưng cô tìm thấy niềm vui mới thông qua việc livestream để bán hàng nông sản. Chẳng vướng bận chồng con, tiền bạc lại dư giả, Lưu Ngọc Thúy của hiện tại ngày càng trẻ trung và năng động hơn. Quách Thiếu Vân. Quách Thiếu Vân là một trong những lá xanh lừng danh nhất của TVB và chuyên được giao vai phản diện trên màn ảnh. Dựa vào tài năng của mình, Quách Thiếu Vân được các giám chế ưu ái cho góp mặt trong hàng loạt bộ phim Mối Hận Kim Bình, Mối Tình Nồng Thắm, Đại Náo Quảng Sương Long, Dương Quý Phi. Quách Thiếu Vân tài giỏi, xinh đẹp nhưng lại từng yêu nhầm người đã có gia đình. Vì sai lầm này mà cô quyết định ở vậy đến già, một thân một mình đến đại lục để sinh sống. Cô làm đủ nghề như livestream bán hàng, đầu tư và kinh doanh, nắm trong tay nhiều căn hộ ở các thành phố lớn. Lý Nhược Đồng. Lý Nhược Đồng nổi đình đám vào năm 30 tuổi với vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp 1995. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô lại sa đà vào chuyện yêu đương với đại gia Quách Ứng Tuyển. Vì người thương, Lý Nhược Đồng bỏ lại tương lai sán lạn, gom hết tiền bạc cho bạn trai kinh doanh. Kết quả, cô chỉ nhận được sự phụ bạc. Tái xuất sau khi chữa vết thương lòng, Lý Nhược Đồng tích cực hoạt động hơn trước. Cô vừa quay show truyền hình lại vừa nhận lời đóng phim với thủ lao ngất ngưởng. Điều khiến khán giả ngưỡng mộ hơn cả là dù đã bước sang ngưỡng tuổi U60, Lý Nhược Đồng vẫn trẻ trung xinh đẹp và khỏe khoắn hệt như thuở nào. Cô có thể dễ dàng thực hiện các động tác đu dây khó nhằn mà giới trẻ chưa chắc đã bắt chước được. Hà Mỹ Điền. Hà Mỹ Điền từng là một trong những ngọt muội lừng danh nhất của TVB. Cô xuất thân là vận động viên thể dục dụng cụ và chuyển hướng sang nghiệp diễn vào năm 20 tuổi. Nhờ ngoại hình xinh xắn, Hà Mỹ Điền đã góp mặt trong loạt phim kiếm hiệp hot như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thiên Long Bát Bộ. Chuyện tình cảm của Hà Mỹ Điền vẫn luôn là bí mật của làng giải trí Hoa ngữ. Từng có nhiều tin đồn cho rằng cô yêu thầm Trương Vệ Kiện nhưng phải che giấu vì nam tài tử công khai hẹn hò với Trương Tây. Sau khi Trương Vệ Kiện thành chồng người ta, Hà Mỹ Điền quyết định rời làng giải trí, chọn cuộc sống kín tiếng ở vùng nông thôn Quảng Đông. Dù tiếc cho 5 người đẹp TVB không có được tình yêu viên mãn nhưng khán giả vẫn cảm thấy vui cho họ vì chọn được cách sống cho riêng mình. Cả 5 người đều có được cuộc sống đầy đủ, viên mãn, đáng ghen tị vì chẳng còn vướng bận gánh nặng gì trong đời. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.